Nhưng tôi thấy làm như này là rất là tốt, giám sát được hết mọi dân ở chợ và những cái người cũng đi chợ cả. Cho nên là giám sát như thế là rất là tốt. Tôi muốn là trong người là không có bệnh tật gì, bên cạnh là không có bệnh tật gì thì mình cứ yên tâm. Nói chung là đa số người ta ủng hộ thôi, người ta cũng bảo muốn giám sát bệnh tật thì phải thế. Ban chỉ đạo của phường đã tiến hành rà soát và tổng hợp số các đối tượng liên quan đến chợ ngã tư Sở, gồm có ban quản lý dự án, các tiểu thương, các đối tượng liên quan. Mọi người vì đã được tuyên truyền trước cho nên là mọi người rất là có cái ý thức về cái sức khỏe của mình, và mọi người đều mong muốn được làm xét nghiệm để xem mình có bị mắc hay không. Cho nên là khi mà được phát giấy mời thì mọi người rất là hào hứng đến, là người ta rất là trật tự ngăn nắp, như các anh chị thấy, mà người ta cũng rất mong nóng lòng được làm.